Cụ thể, vào lúc 7 giờ 6 phút, cảnh sát biển đã phát hiện một lượt máy bay dạng Y-8X, sau đó là hai lượt máy bay tiêm kích dạng J-16, một lượt máy bay tiêm kích dạng J-82, một lượt máy bay trực thăng bay trên khu vực các tàu của ta và giàn khoan ở độ cao từ 500 cho đến 1.500 mét. Vào ngày hôm nay, Trung Quốc sử dụng 116 tàu để bảo vệ giàn khoan, trong đó có 5 tàu chiến. Vào lúc 7 giờ 45 phút sáng nay, cách giàn khoan Hải Dương 981 10,5 hải lý về phía Nam Tây Nam, các tàu của Trung Quốc đã tổ chức đội hình gồm 6 tàu hải cảnh để ngăn chặn tàu cảnh sát biển 8003. 15 phút sau, tàu 8003 nhận lệnh cơ động tiến vào giàn khoan thực hiện công tác tuyên truyền, yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan và các tàu hộ tống ra khỏi khu vực thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Khi cách giàn khoan 8 hải lý, tàu hải cảnh của Trung Quốc mang số hiệu 3210 lập tức tăng tốc, dùng tốc độ cao từ 17 cho đến 22 hải lý một giờ để áp sát, hú còi, sẵn sàng đâm va tàu cảnh sát biển 8003. Khoảng cách gần nhất giữa hai tàu có lúc chỉ còn 50 mét. Tàu cảnh sát biển 8003 đã cơ động vòng tránh để bảo đảm an toàn, đồng thời kiên trì thực hiện công tác tổ chức trực canh, quan sát tình hình các lực lượng của phía Trung Quốc. Thời tiết tại khu vực vào ngày hôm nay có gió Tây Nam cấp 5, biển động nhẹ.